các anh chị và các bạn trở lại với Hội Đồng Cừu. Với tình hình hiện nay thì cái khả năng Nga xâm lược Ukraine nó đang có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nga tiếp tục duy trì hơn 100.000 quân gần biên giới Ukraine. Và trong khi đó, sau những cái nỗ lực đàm phán không thành với Nga đấy, thì NATO họ cũng đã bắt đầu điều động cái lực lượng quân sự của mình đến khu vực. Và các cơ quan ngoại giao phương Tây họ cũng đã bắt đầu rút hết về nước. Và trong bối cảnh này, có một lượng lớn thông tin giả về lịch sử Ukraine và Nga lan truyền trên các trang mạng tiếng Anh gần đây. Và mình không hy vọng là cái điều đó nó tiếp tục xảy ra với các trang mạng xã hội Việt Nam, đặc biệt là với những cái luận điểm tâm lý chiến từ Kremlin cho rằng Ukraine chưa từng tồn tại trong lịch sử. Video này hy vọng có thể được share đến phủ đầu để tránh hiện tượng tin giả xảy ra. Cái thông tin đầu tiên là cho rằng Ukraine và Nga có một cái lịch sử chung thống nhất. Thì cái thông tin này nó chỉ đúng một phần thôi. Đúng là hai quốc gia có một cái lịch sử tuyến tính khá giống nhau, nhưng mà nó chỉ kéo dài được tầm 3 thế kỷ. Nói thẳng ra là hai quốc gia này thật ra lấy cùng một nguồn gốc. Và lý do chính khiến cho người Nga luôn có cảm giác là Ukraine thật ra là của họ. Cả hai đều lấy cái gốc lập quốc của mình là một vương quốc Đông Slavic có tên là Kievan Rus. Lạ một chỗ là thật ra cái vương quốc này được thành lập bởi người Viking. Và cái chữ Rus trong tiếng Slavic ấy, thật ra có ý nghĩa là những người Scandinavian tóc đỏ. Và nếu bạn để ý thì bạn sẽ thấy cái chữ Rus này xuất hiện trong những cái tên của một số quốc gia trong khu vực như là Belarus này, và Russia. Thì chữ Rus này đều lấy từ cái chữ Kievan Rus. Những nhóm Viking này họ chinh phạt hầu hết những tộc người Slav địa phương, rồi chung sống và từ đó hình thành nên cái vương quốc Kievan Rus. Đây là một quốc gia khá thịnh vượng vào thời điểm đó và trải dài từ vùng Baltic sang biển Đen, Black Sea, và họ lấy thủ đô tại Kiev, cũng là cái thủ đô hiện nay của Ukraine, một vùng đất màu mỡ và trù phú bậc nhất châu Âu. Vương quốc này chính thức đi theo hệ chính thống giáo của Công giáo vào thế kỷ thứ 10 và cũng là nền tảng cho cái hệ thống nhà thờ Thiên Chúa giáo hiện đại của Nga. Tuy nhiên, đáng tiếc là Kiev gần như bị tàn phá, phá hủy hoàn toàn vào thế kỷ thứ 13 sau khi bị quân Mông Cổ xâm lược. Và kể từ cái thời điểm đó, cán cân quyền lực địa chính trị giữa các thành bang chuyển sang một cái thành phố giao thương có tên là Moscow. Có những cái thông tin này rồi thì sẽ thấy thật ra hai quốc gia chỉ có chung lịch sử được vài thế kỷ thôi, và sau đó thì đường ai nấy đi. Và nói đúng ra thì Ukraine lại là cái gốc của Nga đương đại. Luận điểm thứ hai là cho rằng Ukraine đi theo chủ nghĩa ly khai cực đoan cho nên mới tách khỏi Nga. Thì theo mình cái luận điểm này nó hoàn toàn sai, bởi vì chúng ta đã nói ở phía trên rồi, lịch sử của Ukraine và Nga thật ra chỉ chung được đến thế kỷ thứ 13 thôi. Sau đó thì các cái phong trào dân tộc chủ nghĩa của hai vùng nó diễn ra ở những cái thời điểm hoàn toàn khác nhau và được lãnh đạo bởi những nhóm chính trị có cái quan điểm, có cái ngôn ngữ và có cái nền tảng lịch sử hoàn toàn khác nhau. Cho những bạn chưa biết đấy, thì cái chủ nghĩa dân tộc là một cái phong trào chính trị tin vào tính đặc trưng, tính duy nhất của một cộng đồng địa phương, có thể dựa vào lịch sử của sắc tộc này, có thể dựa vào những cái triều đại phong kiến, có thể dựa vào tôn giáo, ngôn ngữ hay thậm chí là những cái truyền thuyết chung. Chủ nghĩa dân tộc cũng tin là lòng trung thành chính trị sắc tộc là cái lòng trung thành chính trị nền tảng cơ bản và đúng đắn nhất của một cộng đồng chính trị. Và thật ra thì Ukraine họ hội tụ đầy đủ những cái điều kiện này. Vậy thì sau khi Kievan Rus rụi tàn thì cái vùng đất này dần mất tiếng nói trong chính trị khu vực và lần lượt bị các vương quốc như là vương quốc của khối thịnh vượng chung Phần Lan, Lithuania xâm lược, chiếm đóng nhiều thế kỷ. Và sau đó tới thế kỷ 18 thì bị Nga hoàng tiếp quản và thường bị gọi là Mauroruxia hay Little Russia, Nga nhỏ. Tuy nhiên, Kiev và Ukraine vẫn là hai cái tên địa chính trị rất riêng và rất đặc trưng. Ngoài ra, những cái cách biệt về địa lý, về nền tảng văn hóa, nền tảng ngôn ngữ và những đặc điểm khác giúp cho danh tính của người Ukrainian được bảo toàn so với danh tính của người Nga hay các cộng đồng sắc tộc khác ở khu vực. Nếu sự lớn mạnh của nền phong kiến Nga dẫn đến cái việc chủ nghĩa dân tộc của người Nga thường đi kèm với những cái khái niệm như là chủ nghĩa đế quốc, imperialism, hay là chủ nghĩa liên hiệp, unionism, thì chủ nghĩa dân tộc của Ukraine thường có cái mong muốn giành độc lập khỏi các cái thế lực bên ngoài, khá tương tự với chủ nghĩa dân tộc của Việt Nam hay là chủ nghĩa dân tộc của Cambodia. Nếu mình chỉ dùng một từ để mình mô tả cái dân tộc tính của người Ukraine ấy, cũng như là để nói về cái truyền thuyết chung gắn kết người Ukraine lại với nhau, giống như là câu chuyện con rồng cháu tiên của Việt Nam, thì mình có thể dùng một từ là Cossack. Nếu mà bạn là millennial ngày xưa đấy thì chắc chắn bạn đã từng chơi cái game có tên này. Cossack trong lịch sử thì là một cái nhóm chiến binh tự do hoạt động ngoài vòng kiểm soát của cả Nga lẫn các cái vương quyền trong khu vực, và sau đó giới trí thức Ukraine người ta mới thần thoại hóa và biến nó thành hình tượng chung của người Ukraine. Cái luận điểm thứ ba là người dân Ukraine chỉ sống sung sướng và thật sự phát triển dưới thời Liên Xô. Và nghĩ đây là một cái luận điểm tương đối khó xác định, bởi vì thật ra mà nói, sau khi mà đế quốc Nga sụp đổ và Ukraine tuyên bố độc lập thì đúng là chính quyền Bolshevik của Lenin là một trong những chính quyền đầu tiên công nhận Ukraine. Điều này có thể xem là dễ hiểu, bởi vì cái học thuyết quyền dân tộc tự quyết của Lenin có chủ đích là nhằm nâng cao tinh thần dân tộc chủ nghĩa và đẩy mạnh cái phong trào đấu tranh chống đế quốc.
trong con mắt của Lenin ấy, thì thật ra người Ukraine là một cái dân tộc đang bị áp bức. Tuy nhiên quá trình độc lập này cũng không dài lắm, bởi vì ngay sau đó thì Ukraine với cái danh nghĩa là vựa lúa mì của châu Âu bị can thiệp quân sự bởi Áo, bởi Đức, bởi Hung, bởi Phần. Và cuối cùng là lực lượng Bolshevik tái tiếp quản vào năm 1922. Cuộc sống dưới thời Liên Xô cũng có thể xem là tạm ổn cho đến khi Lenin mất. Khi mà Stalin lên nắm quyền đấy, thì ông mới chính thức áp đặt cái chế độ làm nông nghiệp tập thể. Và đại đa số người Ukraine đều từ chối tham gia vào những cái hợp tác xã. Thì đến đây Stalin thực hiện một trong những cuộc thanh trừng chính trị và cái nạn đói nhân tạo khủng khiếp nhất lịch sử Liên Xô, khiến khoảng 10 triệu người Ukraine chết. Thế giới biết đến cái nạn diệt chủng này với tên gọi Holodomor. Chính quyền Xô Viết và sau đó là chính quyền Nga đương đại, họ đều công nhận là Holodomor có xảy ra. Tuy nhiên họ thường lập luận đây là một cái thảm họa tự nhiên ảnh hưởng đến toàn Liên Xô, chứ không phải chỉ riêng Ukraine. Cũng sau cái nạn đói này thì Stalin tái định cư hàng triệu người Nga vào bên trong lãnh thổ Ukraine, dần dần hình thành nên cái bối cảnh địa chính trị thân Nga ở phía đông nhưng mà thân EU ở phía Tây. Nhìn chung thì một cái giai đoạn lịch sử không đẹp lắm với Liên Xô cũng là nền tảng chính cho cái sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Và luận điểm cuối cùng là người Ukraine toàn nói tiếng Nga thì đây là một cái luận điểm hoàn toàn sai. Ukraine có ngôn ngữ riêng biệt của họ và đây là một trong những cái điểm sáng giá giúp cho người Ukraine củng cố được cái dân tộc tính của mình. Trong thời kỳ Sao Hoàng đấy thì để dập tắt những cái phong trào dân tộc chủ nghĩa trỗi dậy tại Ukraine thì ngôn ngữ Ukrainian bị cấm và thường bị gọi là những cái phiên bản tiếng Nga hạ đẳng. Họ cũng xử lý hình sự bất kỳ ai dám viết những cái tác phẩm bằng tiếng Ukrainian. Một trong những cái vấn đề quan trọng của Ukraine hiện nay đấy là sau khi mà Stalin cho nhập khẩu một lượng lớn người Nga vào lãnh thổ Ukraine thì cái số lượng người nói tiếng Nga, có gốc Nga và có thể là trung thành chính trị với nước Nga là không nhỏ. Theo thống kê thì có khoảng 1/5 dân số Ukraine đang nói tiếng Nga. Đến năm 1991, sau khi mà Liên bang Xô Viết sụp đổ hoàn toàn thì Ukraine chính thức trở thành một nhà nước độc lập, được công nhận bởi Liên Hiệp Quốc và tất cả các quốc gia trên thế giới. Một điểm chúng ta cần lưu ý trong công pháp quốc tế là việc một vùng lãnh thổ từng thuộc về một quốc gia khác hay là việc hai quốc gia từng nằm trong cùng một nhà nước chung không phải là căn cứ cho việc can thiệp, xâm lược hay sáp nhập lại bằng vũ lực cái vùng đất, cái quốc gia đó. Những cái tuyên bố chủ quyền đấy, historical claim đấy, là một cái dạng claim mà chúng ta có thể dùng trong những cái diễn ngôn chính trị quốc nội, nhưng mà nó không có giá trị quá nhiều đối với pháp luật quốc tế. Và với những thông tin trên thì mình hy vọng là chúng ta có thể ủng hộ Ukraine, Team Ukraine.